Alo, chào An, chào mừng ngày hôm nay mình trở lại và mình lại tiếp tục với cái mạch sunfat với tiêu đề là có thể là chỉ tốn có mười mấy nghìn thôi, bởi vì nhưng mà lại có thể tiết kiệm được nếu như các bạn mua cái mạch thật thì có thể là sẽ đến mấy trăm nghìn. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một cái sơ đồ khối mình phải thiết kế để cho nó hợp lý. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ con NE555 và cái số chân của nó giống như trên hình. Chân số 1 thì mình sẽ kết nối với mát và chân số 2 mình sẽ kết nối thẳng với chân số 6. Từ chân số 6 mình sẽ kết nối lên một con điện trở và chân số 7 mình cũng sẽ kết nối lên một con điện trở. Chân số 4 mình sẽ kết nối lên dương nguồn cùng với chân số 8. Và từ chân số 2 mình sẽ kết nối xuống mát với một con tụ 102. Từ chân số 3 mình sẽ cho chạy chạy ra và đi qua một con tụ cũng cùng với một con điện trở 1K đấu song song với nhau. Sau đó thì qua một con điện trở 2K xuống mát, sau đó thì đến chân G của MOSFET. Từ chân giữa của MOSFET mình cho chạy qua hai cuộn cảm và cuộn cảm đầu tiên là cuộn cảm 220 UH. Mối giữa của hai cuộn cảm thì mình sẽ cho chạy xuống đầu dương của hai con tụ và hai con tụ này sẽ nối mát. Chân cuối của Z44 thì mình sẽ đấu mát và cuối cùng là cuộn cảm 1000 UH, 1000 microhenry. Tại chân giữa của MOSFET thì mình sẽ đấu hai con diode FR302 đấu song song thẳng lên dương nguồn và cái đầu có vạch trắng là các bạn nhớ cho quay thẳng lên dương nguồn. Ở đây thì tất cả những cái đường mạch mà mình tô đậm thì đó là những cái đường mạch cần phải to và nên mình mới tô đậm như vậy để cho nó đảm bảo với công suất. Và đây mình điền các chỉ số vào. Đây là con C413. Như vậy là sau khi mình suy tính và suy ngẫm thì mình thiết kế để cắm linh kiện vào những vị trí như thế này giống như là một cái ảnh thực tế luôn, và đây mình đã vẽ ra cái bo mạch là như vậy để sắp xếp linh kiện như thế nào cho nó hợp lý. Bây giờ mình sẽ sửa con điện trở 56K thành con điện trở 560K, thành con điện trở 560 ohm và mình sẽ lắp trực tiếp linh kiện lên bo mạch cho các bạn nhìn thấy luôn. Từ chân 6 mình đã kết nối với chân 2 và từ chân 2 mình sẽ kết nối thẳng xuống mát với một con tụ điện 102. Tiếp theo mình sẽ lấy con điện trở 56K nối thẳng xuống chân 7. Tiếp theo nữa thì mình sẽ lấy một con điện trở 100K và nối thẳng xuống chân 6. Từ chân 6 nối con điện trở 100K lên đầu của chân đầu cuối của điện trở 56K. Và đây thì ở những cái chỗ nào mà mình vẽ đậm thì đó là cần phải có đường mạch to bản hoặc là phải đậm thì mình đã đắp tiếp lên đấy, lên các đường mạch đấy. Và bây giờ mình tiếp tục sẽ lắp các linh kiện vào và sơ đồ ở đây cũng giống như cái sơ đồ lúc nãy mình vẽ, y đúc, y chang và y xì. Thực ra thì nó cũng có rất là khá là ít linh kiện, chỉ có điều là mình sắp xếp làm sao đó cho nó hợp lý thôi. Đây là cái con điện trở, đây là con diode FR302. Con này là diode sung, bởi vì về nguyên tắc thì các bạn nên dùng diode sung. Đây là con Z44. Tiếp theo thì mình sẽ lắp tụ một con tụ 22 microfarad 100V và một con tụ 100 microfarad 100V.
Phía bên này thì có một con led với lại một con điện trở 1K và thêm một con tụ 100 microvara nữa. Bây giờ thì còn lại là vấn đề là hai cuộn cảm. Hai cuộn cảm thì đấu ngay tại đầu ra của chân giữa thẳng về dương nguồn. Tức là hai cuộn cảm sẽ nối tiếp với nhau, mối giữa sẽ nối xuống dương của tụ. Cho nên mình sẽ câu ra hai cọc. Mình sẽ câu ra hai cọc. Cọc đầu tiên là ra cuộn cảm thứ nhất. Và mối cuối của cái cuộn cảm thứ nhất sẽ là mối đầu của cuộn cảm thứ hai. Và mối cuối của cuộn cảm thứ hai sẽ là về dương nguồn. Ở đây mình có thiết kế thêm một cái cầu chì nữa cho nó an toàn nếu như có vấn đề gì bất trắc. Ví dụ như là nó chập chiếc thì phải ấy chứ, phải cắt đi. Bởi vì cái cuộn cảm này thì hôm trước mình có hướng dẫn ở cái video trước cho các bạn rồi, các bạn quấn rồi, thông số như thế nào thì các bạn vào đấy lấy đi thông số. Nó sẽ tỏa nhiệt rất nhiều. Và khi tỏa nhiệt rất nhiều thì các bạn phải lắp một cái tản nhiệt tương đối to. Bây giờ mình có một cái loa, tức là cái tai nghe với một cái loa chép còi. Vì nếu như các bạn không có loa chép còi thì các bạn lắp cái loa của tai nghe. Cái này thực ra là chỉ là để mà thử thôi, chứ còn bình thường mà dùng để làm gì, tháo ra cho nó đỡ khỏi inh tai. Khi các bạn lắp hai đầu loa vào hai đầu con diode và các bạn cắm điện, khi MOSFET nó hoạt động, mạch đã hoạt động thì loa nó phải kêu. Như vậy là nó đã làm việc. Bởi vì lý do là tại sao thì mình cũng giải thích luôn tại sao nó khử xung phát bằng cách nguyên lý như thế nào. Khi cái bình ắc quy nó bị hết điện, tức là nó đã bị một lớp phun xung phát bao phủ, thì lúc đó các bạn sẽ phải sạc, và trong cái mạch nó sẽ có một cái, trong cái dòng điện các bạn sạc lắp thêm cái mạch này vào. Trong cái dòng sạc nó sẽ có xung và xung điện rất là cao, nó sẽ chạy vào hai đầu của bình ắc quy bắn phá cái lớp xung phát. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video của mình để cho kênh mình nó phát triển thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.